tử vi thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương sẽ phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục cũng như tìm kiếm sự đồng tình từ mọi người. Cách giải quyết công việc trong ngày này của bạn sẽ vấp phải sự phản đối của mọi người. Chòm sao này loay hoay không biết mình đã làm sai ở đâu nên tốn rất nhiều thời gian. Tình cảm của Bạch Dương không suôn sẻ vì sự cố chấp và thái độ bướng bỉnh của bạn khiến đối phương không thể chấp nhận. Họ chỉ có cách thích nghi chứ không thể sửa đổi bạn. Chòm sao này cần có cách tiêu tiền thông minh hơn để bảo vệ thành quả của mình, tránh việc chi tiêu vô tội vạ mà lâm vào cảnh túng quẫn. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 53 và 89. Hai, cung Kim Ngưu tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu trở nên bất ổn và đó là nguyên nhân khơi mào các cuộc tranh cãi trong ngày thứ ba này. Có thể ngày này bạn cảm thấy bất an, thiếu tự tin khi làm việc, lo lắng những chuyện không đâu sẽ xảy ra, điều này khiến hiệu quả giảm đi đáng kể dù bạn vẫn làm việc rất chăm chỉ xung đột giữa hai bạn có thể bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi bạn bắt đầu bảo vệ cái tôi của mình một cách thái quá dù lý trí vẫn mách bảo bạn không được làm như vậy nhưng khi cảm xúc lên cao bạn lại không kiểm soát được chính mình những khoản tích góp giúp bạn có thể yên tâm mà không lo về vấn đề tài chính song bạn vẫn nên tính tới việc kiếm thêm thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống sau này con số may mắn của Kim ngưu ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 52 và 66. 3. Cung song tử song tử cảm thấy vận trình không có gì đáng lo ngại và mọi thứ sẽ ổn nếu như bạn cố gắng. Công việc của bạn đang tương đối ổn định. Mặc dù vẫn có thể gặp chút rắc rối nhỏ nhưng điều đó cũng không khiến bạn lo lắng vì bạn đã có sự chuẩn bị kỹ càng về phương diện tình cảm cũng có được những điều bất ngờ và nếu như bạn đang có kế hoạch tạo bất ngờ cho người ấy thì đừng quên khởi động nó dần đi nhé điều đó sẽ giúp cả hai xích lại gần nhau hơn vấn đề tiền bạc đối với chòm sao này không còn là nỗi lo ở thời điểm hiện tại có điều để tránh những thâm hụt bạn có thể cố gắng kiểm soát việc chi tiêu của mình tốt hơn và không để nó vượt quá giới hạn quá nhiều nhé con số may mắn của song tử ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 20 và 89. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến ai cũng muốn đến gần. Cung hoàng đạo này sẽ có được tin vui về công việc những nỗ lực trước đó đã bắt đầu có hiệu ứng tốt và bạn hoàn toàn có thể an tâm với vận trình khá bình ổn trong ngày mới của mình về mặt tình cảm khá tốt người ấy luôn ở bên động viên an ủi và mang tới niềm vui cho bạn tất cả sự quan tâm của đối phương làm cho bạn cảm thấy ấm áp vô cùng phương diện tài chính ổn định là điều đáng mừng kể cả khi bạn không có được nhiều khoản thu bất ngờ nhưng các khoản thu nho nhỏ vẫn tìm đến với bạn và có thể giúp bạn có được khoản tích lũy tốt. Con số may mắn của cự giải ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 76 và 88. Nam, cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử cả thèm chóng chán và liên tục thay đổi quan điểm khiến người khác cảm thấy bực mình bạn không nên hấp tấp nhận nhiệm vụ mới trong ngày này nhất là khi bạn vẫn còn rất nhiều công việc tồn động chưa được giải quyết sạch sẽ thói quen làm đến đâu xong đến đấy sẽ giúp bạn hạn chế được việc làm gì cũng giang dở nửa chừng về phương diện tình cảm đang nảy sinh chút vấn đề hai người hiểu lầm vì những chuyện không đáng có trong khi đó chẳng ai chịu xuống nước trước giải thích nên mâu thuẫn bị đẩy lên mức trầm trọng hơn nếu mong muốn chuyển hướng đầu tư, bạn nên tham vấn ý kiến chuyên môn trước khi quyết định. Bạn đủ tỉnh táo nhưng hiện tại thị trường tồn tại quá nhiều nguy cơ. Con số may mắn của sư tử ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 30 và 88. 6 Cung sử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ sẽ cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác để vận trình ngày mới được suôn sẻ. Đừng cho rằng mình có thể xử lý được mọi việc mà không cần sự hỗ trợ bởi sự tự tin quá mức sẽ làm bạn mất nhiều thời gian hơn để xử lý khối lượng công việc. Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có đang kén chọn quá hay không? Con người chẳng có ai hoàn hảo cả, ngay chính bạn cũng vậy thôi, đừng đặt tiêu chuẩn quá cao vì sẽ rất khó tìm được người phù hợp lắm. Cung hoàng đạo này cần thận trọng trong mọi quyết định đầu tư hoặc hoạt động thu chi trong ngày hôm nay. Vận may chưa đứng về phía bạn đâu, chớ nên vội vàng. Con số may mắn của xử nữ ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 60 và 88. bảy cung thiên bình thiên bình nếu biết phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa thì có thể sẽ rút ngắn được đường tới thành công cung hoàng đạo này là một người sống khá thực tế và có tinh thần trách nhiệm cao nhờ vậy nên luôn được đánh giá rất tốt trong công việc cũng nhờ vậy mà tròm sao này có thể đạt được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình tình yêu của tròm sao này vẫn đang trong thời gian ngọt ngào Quan hệ tình cảm êm ấm giúp bạn cảm thấy hào hứng hơn với công việc của mình và thêm yêu đời. Tình hình tài chính của bạn khá khởi sắc, nếu có mua hàng, bạn sẽ dễ dàng trúng thưởng. Nếu tiến hành đầu tư, chỉ cần thận trọng đôi chút, bạn sẽ thu được tiền lời ngay lập tức. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 35 và 62. 8 Cùng bọ cạp bọ cạp may mắn tìm được cộng sự tốt trong công việc, hai bạn phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý. Nhờ tinh thần phấn chấn nên tròm sao này cũng giành được những thành quả nhất định trong công việc. Sức sáng tạo của bạn sẽ không ngừng nghỉ, bạn lại rất chăm chỉ. Nghiêm túc trong công việc nên hiệu suất đạt được khá cao là điều tất yếu. Tình yêu của cung hoàng đạo này vẫn có được đà thăng tiến tốt có thể các bạn đang có được một giai đoạn vô cùng thấu hiểu cho nên không hề có những bất đồng nào có thể khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Tình hình tài chính trong ngày ổn định. Không gặp phải bất cứ khó khăn nào nữa. Bạn đang có những cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình mà không phải ai cũng có được. Con số may mắn của bọ cạp ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 18 và 99. chín cung nhân mã nhân mã cảm thấy có chút thất vọng vì những nỗ lực và cố gắng của mình không được đền đáp xứng đáng thứ ba này sẽ có một ngày làm việc khá vội vàng đối với nhân mã chỉ cần bạn tập trung làm việc hết sức và đừng bỏ quên tầm quan trọng của những mối quan hệ xã giao quý báu để được trợ giúp kịp thời thì sẽ không có gì phải lo lắng quá khứ đã qua hãy để cho nó ngủ yên đừng vấn vương quá nhiều bạn xứng đáng có được hạnh phúc ở hiện tại nên đừng bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu của mình. Tài chính của chòm sao này đang có dấu hiệu chững lại, không tăng trưởng nhưng cũng không bị thụt lùi. Tạm thời bạn nên án binh bất động chờ thời cơ vàng vào thời gian tới. Con số may mắn của nhân mã ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 15 và 68. 10 Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma kết nên chú ý tới lời ăn tiếng nói trong ngày để không vô tình đắc tội người khác. Cung Hoàng đạo này nên kiềm chế cái tôi của mình hơn nữa để không mắc phải sai lầm trong công việc. Hãy nhớ sự cứng nhắc, bảo thủ không giúp bạn giành được phần thắng. Ma kết đang cảm thấy khá khó khăn khi tiếp xúc với người khác giới. Mặc dù bạn có cảm xúc nhưng lại e ngại khi dự định gắn bó với người khác vì sợ bị phản bội nên chẳng dám nhận lời. Tròm sao này nên thận trọng với những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng ham hố mà vác tiền đi đầu tư nhé. Hôm nay không thích hợp để bạn tính chuyện làm ăn, đừng ném tiền qua cửa sổ. Con số may mắn của market ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 30 và 88. 11. Cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình thoải mái bộc lộ tham vọng của mình sẵn sàng lao mình vào một cuộc chiến bận rộn mới. Chòm sao này có khá nhiều tham vọng trong công việc. Bạn làm việc rất chăm chỉ và cố gắng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Chắc chắn kết quả công việc sẽ không đến nỗi tệ. Về phương diện tình cảm của chòm sao này cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Chính bởi thế, đừng làm mọi việc theo hứng thú nhất thời. Hãy khéo léo thể hiện tình cảm với người ấy một cách tinh tế hơn. Cung hoàng đạo này luôn luôn nắm bắt được những thời cơ vàng nên chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận không hề nhỏ trong các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 50 và 88. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư trở nên lãng mạn và thoải mái hơn với mọi người. Công việc trong ngày này không quá nhiều, bạn hoàn toàn có thể xử lý xong trước thời hạn. Những chú cá giỏi giao tiếp và biết cách sử dụng nó trong công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Về phương diện tình cảm của chòm sao này vô cùng giạt giáo. Tình yêu nở rộ đến nỗi bạn chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng mình đang hạnh phúc như thế nào. Tài chính của cung hoàng này hôm nay khá bình ổn, tạm thời chưa cần phải chú ý nhiều. Bạn cũng nên tăng cường các biện pháp bảo mật tài khoản để đảm bảo an toàn đầu tư. Con số may mắn của Song Ngư ngày 4 tháng 4 năm 2023 là 56 và 90.